Sếp giao cho việc sắp xếp tên nhân sự theo thứ tự từ A đến Z. Nếu ngồi tìm từng tên và sắp xếp thủ công như thế này thì không biết đến bao giờ mới xong mà lại dễ nhầm. Thay vào đó, bạn làm nhanh theo hướng dẫn trong cuốn sách này nhé. Rất đơn giản, bạn làm như sau. Đầu tiên, bạn tạo thêm một cột phụ là cột tên. Tại ô đầu tiên này, bạn gõ tên vào đây, Hường, Enter. Sau đó, bạn ấn đồng thời tổ phím Ctrl E thì toàn bộ tên được tách tự động nhé. Tiếp theo, bạn tạo bộ lọc bằng cách ấn lần lượt các phím An, A, T. Bạn tích vào cái tam giác nhỏ này và chọn sắp xếp từ A đến Z. Và đây là kết quả, danh sách tên đã được sắp xếp theo tên từ A đến Z rồi nhé. Bây giờ, bạn chỉ cần xóa cột tên này đi là xong. Bạn làm nhanh như thế này thì kiểu gì sếp cũng ưng.